Xin chào tất cả các bạn tại Việt Nam cũng như đồng bào hải ngoại, đặc biệt là những quốc gia mà có cộng đồng của kèo thơm ICO.com. Để tôi xem thử hiện nay thì cộng đồng kèo thơm ICO.com là đến từ những cái vùng miền nào nào. Để tôi muốn gửi lời chào đến tất cả anh chị trước khi tôi có một tin vui thông báo với các anh chị đây. Hiện nay thì số lượng người vào xem trang của tôi là 47.000 người. Và những quốc gia nào là chủ yếu? Đó là Việt Nam. Quốc gia đứng thứ hai là Japan. Quốc gia đứng thứ ba là United States, là Mỹ, South Korea, Hàn Quốc, Germany là Đức, Germany, Australia, Úc, Russia, Nga, Netherlands và Peru. Đây là 10 quốc gia mà vào website của tôi nhiều nhất. Và đây là những thành phố tôi muốn gửi lời chào đến: Hồ Chí Minh City, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Biên Hòa, Cần Thơ, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nha Trang. Đây là những cái tỉnh thành mà có cái lượng view độc giả của kèo thơm ICO nhiều nhất. Tôi muốn gửi lời chào đến tất cả những anh chị ở khắp tỉnh thành đó. Và tất cả những anh chị nói tiếng Việt cũng như nói tiếng Anh ở khắp các đồng bào hải ngoại, đặc biệt là Japan, Korea và United States, Australia, Russia, Netherlands, Peru. Xin chào tất cả các anh chị. Và tôi là admin của kèo thơm ICO.com, Johnny Thông đây. Đầu tiên, nếu anh chị muốn join vào cộng đồng này để chat trực tiếp với tôi, hãy join vào group chat này. Khoảng 1.000, gần 1.300 người ở trên này. Một cái group phát triển rất là mạnh mẽ trên nền tảng về Telegram. Chúng tôi chat để có những cơ hội để thông báo cho các anh chị trên này. Cũng như liên hệ với tôi qua Facebook. Anh chị muốn liên hệ làm việc với tôi qua email ở đây. Số điện thoại ở Việt Nam. Ok. Đó là những cái thông tin bên lề về kèo thơm ICO.com. Để nhắc lại một chút xíu là kèo thơm ICO.com là một cái website, một cộng đồng cập nhật về những lĩnh vực về ICO và landing, những cái kèo thơm ở trên thế giới này, để giúp các nhà đầu tư nhìn toàn cảnh về đầu tư và giúp ra quyết định để nhân tài khoản của mình lên 10 hoặc 20 lần trong thời gian sớm nhất. Và ngày hôm nay tôi muốn công bố một cái thông tin rất là hay mà tôi tình cờ lướt, và xin lỗi các anh chị là thông tin này hơi trễ. Bởi vì đến thời điểm hiện nay thì nó, cái lượng offer của nó không được nhiều nữa. Tuy nhiên, thời gian vừa qua có rất nhiều cái hot quá và làm tôi sao nhãng cái kèo ICO về công nghệ này, cái coin về công nghệ thuần này rất là tiềm năng. Và cái đó là ở đâu tôi muốn các anh chị điểm qua một số cái nha. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó chính là cái kèo có tên là Indahash. Indahash này là một cái công ty thành lập được 3 năm nay và nó có tận 130 nhân viên, 7 văn phòng làm việc khắp thế giới và 300 influencer. Trước đây tôi làm lĩnh vực quảng cáo agency, tôi hiểu từ influencer là gì, là người có sức ảnh hưởng trên cộng đồng mạng. Khi mà họ share thông tin nào ra thì có nhiều người nghe cái thông tin đó. Đó là influencer. Thì công ty Indahash này là kết nối giữa influencer và cái nhãn hàng gọi là brand. Và cái khách hàng họ truyền thông tới đó là audience, là những khách hàng của họ. Và hiện nay thì còn 6 ngày nữa là kết thúc cái này. Đó là lý do tại sao tôi muốn chia sẻ với anh chị cái này, là bởi vì sao ạ? Còn 6 ngày nữa thôi, biết đâu anh chị nắm cơ hội này thì còn được cơ hội nhân tài khoản lên. Bởi vì sao? Thời gian vừa qua thì tôi tập trung về coin landing và coin MOM nhiều quá. Thì tôi muốn chia sẻ đợt này về coin, về lĩnh vực về technology, về lĩnh vực về marketing, lĩnh vực về advertising, lĩnh vực về influencer. Đó, nó kết nối 300.000 member influencer. Và đồng tiền này là dùng để thanh toán cho cái chuẩn về influencer, tức là tạo ra cái đồng tiền thanh toán, tức là bản thân influencer cũng có thanh toán bằng cái token Indahash này, mà cái người dùng cũng có được cái token Indahash này. Bởi vì nếu mà thanh toán cho 300.000 influencer mà dùng ngân hàng ở khắp nơi trên thế giới này thì đó là một thách thức rất lớn với Indahash. Đó là lý do tại sao họ tạo ra cái này. Đây là CEO trẻ của họ, rất là hay. Indahash này mô hình là crypto, nó nói là crypto economic, và nó tạo ra đồng Indahash coin. Đây là CEO, cái bà Barbara này, CEO của Indahash. Số lượng phát hành là 400 triệu Indahash và số lượng các token được phân phối khoảng 320 triệu. Mục tiêu là 40 triệu và mục tiêu tối đa là 320. Đây là cái hash cap của nó, tức là bán xong 320 triệu tối đa. Phân bổ thì nó phân bổ này: 320 triệu cho ICO, 72 triệu cho thị trường và influencer, và tặng thưởng là 8 triệu.
Đó, thời gian thì đến hiện nay là đang trong thời gian ICO chính thức, 6 ngày nữa kết thúc. Và tháng 1 thì nó tích hợp chuyển đổi. Và đây là những cái nhãn hàng, nó thực hiện trên 1.000 chiến dịch campaign ở những cái nhãn hàng rất nổi tiếng như KFC, Nescafe, Adidas, hay là Oreo, Unilever, Coca-Cola. Rất là nhiều. Đây là những cái influencer. Ở đây thì có rất nhiều người nổi tiếng ở trên Instagram, rất là nhiều. Toàn là những người nổi tiếng influencer trên Telegram. Thì anh chị thấy cứ nếu giả sử như một người mà đăng thông tin lên thì mấy trăm ngàn, mấy chục ngàn người fan của họ thấy thông tin này, thì đó là lý do tại sao cái đồng INH này được cộng đồng rất là đón nhận, là cái phương tiện thanh toán cho cái cộng đồng. Thực ra thì ở Việt Nam mình có một dự án na ná với INH này, đó là IFAN. Nhưng mà tôi đã không đánh giá cao IFAN lắm bởi cộng đồng người Việt là nhiều. Và dự án nó chứng minh thành công hơi khó bởi vì nó mới thành lập. Còn cái INH này là 3 năm nay nó có doanh thu, nó có được cái đội ngũ, nó có sự văn phòng phát triển rầm rộ. Và đó lý do tại sao nó có cái background, nền tảng, foundation để phát triển bền vững. Còn IFAN thì phát triển MLM tôi không biết được bao lâu, có lẽ được 3-6 tháng, 1 năm là dẹp gì đó tôi không biết nữa. Đó lý do tại sao tôi không có đầu tư vào IFAN. Tôi đầu tư vào INH. Đây là CEO của Barbara. Và đây là cái người có tên là COO, là giám đốc hoạt động, CPO. Và review, rất nhiều cái review về INH này của những cái blogger, những cái người local rất nổi tiếng ở trên thế giới này. Đó. Đây là những câu hỏi về INH. Anh chị có thể tham gia rất là nhiều cái phương tiện truyền thông mạng xã hội của INH. Anh chị có thể tải ví nó về trên App Store, Google Play các anh chị nha. Rồi chúng ta điểm sơ qua nào. Đó là điểm sơ qua về INH rồi. Thế thì bây giờ có đáng đầu tư hay không? Chúng ta điểm một vòng nha. Thứ nhất là chúng ta coi ở trên Google, khi tôi search INH thì nó có 232 kết quả tìm kiếm trong 0,26 giây. Và khi tôi check nó ở trên CoinSchedule thì tôi bắt đầu phát hiện ra là nó là cái token trên nền tảng mà platform là Ethereum. Và nó cung cấp là total supply là 400 triệu. Và còn 6 ngày nữa thôi là ICO end day, là kết thúc. Ở đây nó báo cho các anh chị biết nó public hết toàn bộ thông tin này, ai là CEO, ai đầy đủ hết này. Ngày giờ nó làm sự kiện này, rất là hay và minh bạch. Ở trên Bitcoin Talk thì rất nổi tiếng các anh chị, hàng trăm trang nói về cái INH này, và 42.000 người lượt đọc ở trên này, và lượng bình luận rất là khủng khiếp ở Bitcoin Talk, một cái diễn đàn forum bình luận về Bitcoin, forum rất là lớn và lớn nhất ở trên thế giới. Và khi tôi coi trên ICO Rating thì thông tin cũng được cập nhật ở trên ICO Rating. Và ICO Bench thì nó được đánh giá là 4 điểm trên thang điểm 5, khá là ok. ICO Profile là 4.5, Team 3.9, Vision 3.7 và Product là 3.8. Còn 5 ngày 13 giờ đó là kết thúc. Đây là thông tin. Và nó xuất xứ country luôn này các anh chị. Đó là dấu Poland, là Ba Lan á. Đây là CEO của INH. Ok. Và đây nó cập nhật này, team này, about này, về thông tin về cái INH này, lộ trình roadmap này, tài chính này, rating này, white paper này. Nó cung cấp rất đủ trên ICO Bench. Khá là nổi tiếng và khá là thông tin chi tiết các anh chị nha. ICO Now thì nó đánh giá là 76 điểm trên thang 100. Nó đánh giá những cái business này, product này, white paper, roadmap, rồi pháp lý, legal, team, ICO term, rồi token applying, hoặc là ICO promotion. Nó đánh giá được 76 điểm, đáng giá để chúng ta đầu tư đúng không ạ? Và khi tôi kiểm tra nó ở trên Hipstack thì tôi thấy INH này có lượng truy cập một ngày trung bình 7.200. Và trong tháng qua là 217.000 rồi, mới có mười mấy ngày là 217.000 rồi. Và tôi kiểm tra trên similar web về INH này thì Việt Nam là có lượng truy cập là số 1. Tuy nhiên không phải nó là của Việt Nam các anh chị nha. Lượng truy cập lớn nhất không phải là của Việt Nam. Tôi nói rồi, cái này là của đâu? Poland, là đâu ạ? Ba Lan. Và chúng ta sẽ coi này, số lượng người vào hiện nay là 1,1 triệu. Tôi đánh giá rất cao một cái coin công nghệ thuần chủng mà có 1,12 triệu. Nó ngang ngửa với chất phích của mấy coin lending MOM rồi các anh chị. Và Việt Nam số 1, Mỹ số 2, Poland số 3, United Kingdom là UK, Italia. Đó, đây là những quốc gia mà vào truy cập vào INH này nhiều nhất. Và tôi đánh giá cao là nó có cái gì ở ví ở trên App Store và Google Play trong thời gian này rồi. Và ok. Vậy thì chúng ta sẽ coi cái gì nữa để quyết định đầu tư hay không? Là chúng ta sẽ coi một số thông tin ở đây, là cái white paper.
Bất kỳ một cái dự án nào chúng ta cũng phải coi white paper của nó. Đây là IDAH white paper của nó. Tôi xem thử trong này có gì đặc biệt không. Ở đây nó giới thiệu về cái trên này này ha, 300.000 influencer, reach được 900 triệu, 400 khách hàng client, 28 triệu cái tương tác thương hiệu ở đi và 1.000 cái campaign. Ok. CEO là Barbara, đạt những cái giải thưởng awards này, New Week này, là rồi đủ Festival Media này. Những cái nước 70 quốc gia hoạt động của IDAH này, rất là nổi tiếng ha. Có cả Việt Nam, United Kingdom, UK, ở khu UAE là ở bên tiểu vương quốc Ả Rập, Turkey, Thailand, IDAH. Năm 16 nó mở ra, thấy không? Và nó kết hợp với BBC này, kết hợp với Dentsu này. Anh chị thấy không? Đó, nó kết hợp với những cái công ty nổi tiếng trong lĩnh vực quảng cáo. Và tốc độ tăng trưởng của nó, doanh thu là tăng trưởng gần 3 lần trong 1 năm. Khá là, tăng trưởng của nó trong 2 năm, 26-17 rất là khủng khiếp về doanh thu. Tăng trưởng về số lượng, về influencer là lên tới là hơn 352% rồi. Hiện nay có 300.000 influencer. Business model là nó kết nối giữa cái nhãn hàng và cái người khách hàng thông qua một cái người có tên là influencer, là người có sức ảnh hưởng trên cộng đồng mạng. Nó có một cái chứng minh này. Nhìn banner là tin tưởng 42% thôi. Trên TV là 62%, nhưng mà recommendation, tức là giới thiệu from people I know, tức là giới thiệu bởi từ một cái người mà tôi biết, thì tin tưởng 82%. Cho nên là nó có giá trị về mặt business các anh chị. Rất là hay. Đây là những cái thuật ngữ về lĩnh vực quảng cáo. CPM là cost per mile, CPV là cost per view, CPCon là cost per content, CPE là cost per engagement, là một cái tương tác á. Khá là hay. Và đây là những cái nhãn hàng của IDH đã hợp tác. Client, đây là những cái thương hiệu agency nổi tiếng trên thế giới. Ok, đó là cái giới thiệu chung về IDAH. Đây là cái media overview, link. Đây là overview về các công cụ quảng cáo. Ok, chúng ta bắt đầu coi cách thông tin về cái coi nhiều hơn nha. Còn IDAH là công ty quảng cáo, nó rất nhiều thông tin. Đây là cái roadmap IDAH này. Đây, chúng ta đang ở đây 11, 12, chúng ta đang ICO. 12, 17, 18 nó sẽ lên kế hoạch về tích hợp cái sàn exchange nội bộ. Tháng 2 thì nó bắt đầu phát triển cái, mở cái app, cái wallet tích hợp với influencer. Đó, anh chị coi cái app này rất là đầy đủ. Và lộ trình của nó đến 2018. Và cái thị trường mới mà nó phát triển là Japan, Israel, Thailand, Latam này, là của Brazil và Argentina, Australia, Russia, Indonesia, India, Nigeria, France và Kenya. Đây, nó phát triển là 400 triệu. Maximum token amount pre-ICO là 67, một ETH là 4.400, nhưng bây giờ nó còn 3.200 thôi. Mua minimum là 0.5. Pre-ICO là đến ngày 20 tháng 12 này là kết thúc rồi. Và nó dùng hợp đồng smart contract để phân phối ở trên nền tảng ETH. Đây, maximum supply là 400, available pre-ICO hard cap là 320. Đây, nó có lộ trình hết một tuần đầu, tuần thứ 3, là đây là tuần thứ 3 cho nên là còn 3.200. Mua tối thiểu là 0.5. Và 20 tháng 12 là kết thúc. Và đây anh chị thấy đó, 320 triệu sẽ được bán đi. Cái này, và tuần này là anh chị còn 3.200 IDH. Ok. Đây. Khi mà anh chị chuyển này, send ETH from your personal Ethereum wallet, đây, từ ví My Ether wallet này, thì set gas limit là 250.000. Nó nói này, do not send ETH ETH from exchange like Coinbase, Poloniex, tức là không có chuyển từ cái Coinbase hay là Poloniex, mà chúng ta chuyển từ đâu? My Ether wallet. Đây, do not send ETH before the ICO have begun, tức là
không có chuyển ETH trước khi mà ICO là gì ạ? Bắt đầu. Anh chị em coi để ý nha, chúng ta chuyển từ My Ether Wallet nha, không được phải từ Coinspace hay là BoloDX đâu. Đây là team của họ: Barbara, Derek, Daniel, rồi Dmitry, Bobco hay là Ashwin. Đây là team của họ rất là mạnh. Team của họ đây, cái white paper khá là đầy đủ rồi. Cho nên nếu anh chị muốn, bây giờ điểm lại, thực sự anh chị muốn tìm một cái coin tốt để đầu tư có lộ trình bài bản cũng như hoạt động lâu đời và team của họ mạnh và bắp địch, có vài điểm cộng tôi review lại về ICO này cho anh chị coi. Điểm cộng đầu tiên đó là team rất là mạnh và public hết, đó là điểm cộng đầu tiên. Điểm cộng thứ hai là roadmap rất là bài bản và đàng hoàng. Điểm cộng thứ ba là công ty có doanh thu tăng trưởng gấp 3 lần rồi chứ phải một dự án mới mở ra và huy động vốn. Cái thứ ba là cái business model, cái mô hình kinh doanh là tính khả thi, bởi vì cái việc quảng cáo thông qua influencer là một cái việc rất là nghiêm túc, hiệu quả và đạt lợi nhuận về mặt kinh tế cao. Đó là cái điểm cộng thứ ba. Điểm cộng thứ tư là giá của nó hiện nay rất tốt, một ETH mua được 3.200. Nếu giả sử như giá nó tăng lên 1 đô là anh chị có từ được 3.200 đô rồi, từ số lượng là mấy trăm đô đầu tư là nhân 10 lần rồi, đúng không nào? Đó là cái điều tôi muốn nói các anh chị, rất là tuyệt vời. Điểm cộng thứ năm đó là nó có hệ thống đối tác media truyền thông toàn những người nổi tiếng khắp thế giới. Đó là cái sự quan trọng, cái thành công rất là quan trọng về mặt PR, hình ảnh về mặt media, cũng như là về phương tiện, về các thông tin đại chúng ở trên Bitcoin Talk, ICO Rating, ICO Bench, ICO Now, hoặc là kiểm tra cái traffic thì rất là khủng khiếp và rất hot. Tôi đánh giá điểm cộng nữa là một cái coin thuần chủng công nghệ mà lượng người quan tâm rất là khủng khiếp, đến từ tôi đo lường ở trên Similarweb. Đó là cái điều rất tuyệt vời. Rồi thì bây giờ để anh chị có một cái cơ hội để ăn Tết ngon lành và chúng ta ngủ ngon, chúng ta không có sợ bị scam giống như các coin lending. Hãy nhớ là những coin lending người ta có thể bùng khi nào không cần biết. Bây giờ thì những coin lending hiện nay số lượng là xếp hàng để mà bùng là đã rất lớn rồi. Danh sách scam đã dài ra. Hiện nay có bao nhiêu con đã scam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 con đã scam rồi các anh chị nha. Cho nên tôi muốn giới thiệu nhiều hơn về coin công nghệ. Dù sao thì nó cũng tăng trưởng và nó cũng an toàn hơn là cái coin lending, ăn nhanh thắng nhanh, nhưng mà chưa chắc đã thắng mà đã sập rồi. Ok. Rồi bây giờ làm thế nào có một tài khoản IDH và mua trong vòng 6 ngày tới chúng ta đã có được cái gì? Cái cơ hội để trúng cái con này. Tôi đã giới thiệu trước đây về con xà đã thắng. Tôi giới thiệu về Electronium đã lên sàn và đã nhân 12 vốn, con xà nhân 4 lần. Chuẩn bị Universa cũng nhân 5 lần 10 lần. Tôi giới thiệu về gì ạ? Silverbyte, về về gì? Tôi giới thiệu về Uquit và tôi giới thiệu về CBT. Những coin công nghệ trước đây đều rất thắng, đều thắng gọi cho cả team. Và các chị tự tin là EDH này cũng rất tuyệt vời bởi dự án rất là hoàn hảo. Dự án khá là thành công về mặt kinh doanh và thực tế. Và nó thắng, tôi thấy đánh giá nó còn lên và giá trị thương mại cao, thực tế cao. Tạo ra business liền chứ không giống như mấy cái kia là huy động xong là phải xây dựng cái platform. Còn cái này có platform rồi là xây xong là tích hợp thôi. Integrated là tích hợp thôi các anh chị. Ok, nào bây giờ chúng ta có một cái ví đăng ký một tài khoản như thế nào nhé. Ok, bắt đầu để tham gia, link vào đây. Hãy đăng ký để mà ủng hộ tôi, cũng như sau này tôi làm nhiều cái review hơn cho các anh chị ạ. Thì hãy đăng ký cái đường link của IDH này dưới cái video clip này, cũng như trong cái blog của tôi hay là trên cái phương tiện của tôi, để mà một một cái phần là cảm ơn tôi chia sẻ với các anh chị về những nội dung thông tin này, để sau này tôi có động lực để tôi chia sẻ. Bởi hiện nay tôi làm việc full time và tìm thông tin và chia sẻ cơ hội cho các anh chị ở đây. Tôi không có nguồn thu nào khác và cái nguồn thu đến từ referral là nguồn thu chính để duy trì cuộc sống, để phát triển, để quay clip, để edit, để xuất bản, để làm tất cả như một cái người làm make money online ở full time ở trên nền tảng website. Cho nên anh chị đăng ký link của tôi nhé, là một cái sự tôi rất là cảm kích về điều này. Và chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ lấy một cái đường link. Chúng ta sẽ kiếm một cái đường link và tôi để cái đường link nó ở trên này. Đường link này là cái đường link mà tôi chia sẻ ra. Ok.
Đường link nó nằm dưới video clip này anh chị nha. Đường link của tôi có mã số là 9997. À, 9997. Ok. Nào, chúng ta bắt đầu vào đăng ký nào. Chúng ta bắt đầu đăng ký, chúng ta phải tích vào bốn cái này. Đó, sáng lên, anh chị continue, anh chị điền email vào. À, email các anh chị vào. Hãy nhớ địa chỉ ETH này nhá, là cái ví ETH của ERC20 token, chỉ có ví này thôi. Và các anh chị phải đến cái ví này, có thể là anh chị lập cái My Ether Wallet. Nó nói này, không, chúng tôi không sử dụng cái ví từ Coinspace, Bittrex hay Poloniex hay là Karen hay là những cái token hay cho khác, mà chúng tôi chuyển ví từ là gì ạ? My Ether Wallet hoặc là Mist hoặc là MetaMask. Đấy, anh chị để ý nha. Và chúng ta lấy cái ví này ở đâu? Ở trên My Ether Wallet, các anh chị đăng nhập vào. Đăng nhập vào. Và chúng ta sẽ lấy cái ví này. Nhớ địa chỉ ví này thì anh chị biết rồi. À, chúng ta có cái ví Ether Wallet, tôi đã hướng dẫn các anh chị trước đây đăng ký. À, trước đây các anh chị đăng ký ở trên cái My Ether Wallet này. Chúng ta đăng ký trên My Ether Wallet này các anh chị nha. Đấy, đây là cái ví My Ether Wallet của chúng ta. Chúng ta sẽ copy cái ví này. Ok, để chúng ta đưa vào đâu ạ? Chúng ta điền các thông tin vào đây. Chúng ta bỏ vào đây được không? Ok, sau đó chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ confirm. Sau đó anh chị sẽ có đăng ký xong cái tài khoản này. À, chúng ta sẽ đăng ký cái tài khoản này. Nhớ anh chị nha. Nhớ là đăng ký tài khoản. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chuyển cái, chúng ta sẽ chuyển cái ETH vào. Đây, nó báo. Nó báo này, đây này, nó báo này. Là anh chị sẽ send cái gì ạ? ETH vào. Và minimum là 0,5. Maximum là 300 ETH. Và exchange là 1 ETH là 3,200. Đây là cái địa chỉ ví ETH Smart Contract Address vào. Đó, đây là anh chị thấy gas limit ở đây là 250,000. Ok. Đấy. Rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta vào cái ví My Ether Wallet này. Chúng ta sẽ phải kiếm ETH này ở trên này. Chúng ta sẽ mua ETH ở đâu? Chúng ta sẽ mua ETH ở trên nền tảng là ở đâu ạ? Ở Remetano. Chúng ta biết Remetano đúng không ạ? Đây là Remetano. Tôi tắt bớt cho nó nhẹ. À, Remetano. Có một cái lưu ý là anh chị phải chuyển ví My Ether Wallet anh chị ạ, là chính xác là ví anh chị. Bởi nếu không khi anh chị mà nhập cái ETH vào kia, nó trả anh chị INDH. Mà nếu là ví ETH của người ta thì nó sẽ chuyển INDH cho người ta. Như vậy anh chị mất trắng. Cho nên hãy lưu ý là anh chị muốn mua ETH từ ai thì hãy nhờ người ta chuyển vào ví anh chị trước. Sau đó với nhập cái địa chỉ ví anh chị vào thì nó sẽ chuyển cái token của INDH vào ví anh chị. Nếu không anh chị mất trắng anh chị nha. Hãy lưu ý điều đó. Đó. Hãy lưu ý điều đó.
Anh chị phải vào đâu ạ? Vrimetano. Anh chị phải vào Remitano để chúng ta mua ETH trên này. Tự nhiên các anh chị chúng ta vào Remitano nha. Khi chúng ta vào được Remitano rồi, chúng ta sẽ chuyển qua cái chỗ Ethereum này này. Chúng ta sẽ vào đây. Đó. Chúng ta sẽ vào Ethereum đây. Và lúc này ví dụ anh chị chuyển, nó báo này là anh chị chỉ có chuyển là minimum là 0.5, lớn nhất là 300. Đây là địa chỉ ví của họ. Anh chị copy vào. À, anh chị copy vào cái địa chỉ này. Không. Đây rồi. Đây là cái địa chỉ ví My Ether Wallet của cái địa chỉ ETH của họ. Anh chị copy, anh chị bấm copy ở đây. Sau khi anh chị lên Remitano. Nhớ hàng. Anh chị mua ETH xong. Đây là danh sách người bán, ví dụ các anh chị muốn mua. Bây giờ giá ETH là 17 triệu rồi. Bây giờ là anh chị mua của ở trên này. Ví dụ anh chị mua số lượng là 1 đi. À, 1 ETH là 722 đô. Đấy, ok. Anh đây là địa chỉ ví ETH, ví Remitano của bạn. Ok, ví địa chỉ ví ETH của bạn. Đó, là 46. Ok, sau đó anh chị mua ngay từ cái người này thì anh chị sẽ có số lượng là 1 ETH. Sau khi anh chị mua xong nó chuyển vào đây. À, nó chuyển vào đây này là 0,01 ETH ở trên này. Nó chuyển vào đây là 1 ETH. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào ví ETH này. Chúng ta sẽ làm gì? Rút ạ. Rồi chúng ta sẽ, có phải chúng ta sẽ lên đâu? Đây chính là cái copy địa chỉ ví của cái INDH. Chúng ta lên Remitano. Chúng ta sẽ bỏ vào đây. Chúng ta sẽ rút cái lượng là 1. À, bởi vì chúng ta vừa mua 1 ETH từ đâu? Remitano đúng không nào? Cho nên chúng ta sẽ rút cái 1 ETH này lên cái địa chỉ ví này. Địa chỉ ví này chính là địa chỉ ví của cái INDH mà anh chị muốn mua. Ok. Và anh chị thấy đó là cái điều rất là tuyệt vời đúng không nào? Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ click. À, chúng ta sẽ gì? Click vào đây. Để chúng ta. Đó. Này nó nói này. Khi mà bạn chuyển cái ETH transfer á, thì bạn sẽ nhận được email confirm trong vài ngày và không có được cái gì. Và nếu bạn không có transfer ETH thì phải click back để mà gì? Để mà send lại cái ETH địa chỉ này. Đấy, nhớ nha. À, các anh chị phải click vào back này để mà send lại. Nhớ là tối thiểu send là 0.5, maximum là 300. Và tôi vừa hướng dẫn các anh chị là mua từ Remitano đúng không nào, và mua ETH trên này. Sau đó chúng ta nhớ là chúng ta mua cái này xong, khoan, chúng ta mua cái này xong, tôi khuyến khích các anh chị như thế này. Nếu anh chị có một cái điều ở INDH này, anh chị lưu ý là anh chị mua ETH ở Remitano, anh chị có ở trên này xong rồi, thì tôi khuyến khích các anh chị là anh chị nên chuyển cái ETH này lên đâu? Lên My Ether Wallet ở đây. Đây là cái ví, đây là cái địa chỉ ví Ethereum của tôi. Tôi sẽ copy cái này vào đây. Chứ không phải là địa chỉ lúc nãy, copy vào đây. Để làm chi? Đây là tôi muốn rút cái một Ethereum từ Remitano tôi mua lên trên cái ví My Ether Wallet. Tại sao? Bởi vì sau này tôi muốn người cái công ty INDH nó giao cái token ERC20 cho tôi để tôi lưu trên cái ví My Ether Wallet này các anh chị nhé. Cho nên là bây giờ tôi hướng dẫn các anh chị là rút cái Ethereum từ Remitano lên trên My Ether Wallet. Chúng ta chỉ cần copy cái này, chúng ta bỏ vào đấy. Sau đó chúng ta rút lượng 1 Ethereum nhà mua hoặc là 10 tùy các anh chị. Sau đó các anh chị bấm gửi là xong. Vậy thì cái lượng Ethereum ở đây nó sẽ được rút lên là My Ether Wallet, được không nào? Đó. Sau khi mà anh chị rút mà ví dụ một Ethereum vào đây rồi thì chúng ta muốn chuyển lên, chúng ta muốn chuyển á,
chúng ta muốn chuyển lên IndiH để chúng ta mua cái token IndiH này, thì chúng ta lại copy lại cái địa chỉ ví này, được không? Chúng ta lại vào ví My Ether Wallet, chúng ta vào chỗ này, chỗ là đây, đây, tiếp tục vào đây, send. Ok, đây là địa chỉ, tôi vừa copy cái địa chỉ này, chính là địa chỉ của IndiH. Ok, đây, tôi lên ví MyEtherWallet, tôi send, và send số lượng vừa rồi tôi mua là 1, ví dụ vậy. Và tôi phải sửa đây là 250.000, à, nó báo luôn là 250.000, đây nó báo này. Cái gas limit này chính là cái phí chuyển đó các anh chị, nó báo ở đây là 250.000, ok. Đó. Và sau đó xong tôi sẽ bấm vào đâu? Transfer. À, tôi bấm vào gì? Generate transaction. Tôi bấm vào đây. Đó, và nó báo đây các anh chị, là nó báo này. À, anh chị bấm send là xong. Như vậy thì các anh chị đã chuyển được ETH từ cái đâu? My Ether Wallet. Cái Ethereum mà có được trong cái My Ether Wallet này đến từ đâu? Đến từ việc anh chị mua trên Remetano và chuyển vào, đúng không nào? Anh chị phải làm bước chuyển trung gian là mua ETH từ Remetano chuyển lên My Ether Wallet, sau đó từ My Ether Wallet anh chị mới rút lên IndiH. Đó là cái giai đoạn mà bước chuyển như vậy các anh chị nhé. Sau khi anh chị chuyển xong rồi thì click vào đây là xong. Ok, còn nếu chưa chuyển back lại. Ok, tôi chúc mừng các anh chị đã mua được cái ICO IndiH này thành công. Bởi vì khi anh chị chuyển ETH vào tự động vài ngày thì nó sẽ làm gì? Chuyển cái email confirm qua email cho các anh chị, và thông qua cái email đó thì anh chị có thể nhận được cái ERC20 token và anh chị chuyển nó lên cái ví My Ether Wallet, hoặc là anh chị có ví lạnh là gì, Ledger Nano S, thì tùy các anh chị, tôi hướng dẫn các anh chị sau. Thì ngày hôm nay tôi đã làm một cái bài review rất là chi tiết, và ở trên YouTube rất nhiều người review về IndiH, đặc biệt là những cái người ở quốc tế rất là nhiều các anh chị nha, quốc tế rất nhiều. Ok, đa số quốc tế review về IndiH thôi. Anh chị thấy không? Và ở Việt Nam thì cũng có cái hay là Việt Nam thì VTV1 đã đưa về cái review này. Anh chị có thể coi cái review này ở trên VTV1. Đã nói về IndiH này rồi. Hiếm khi đài truyền hình quốc gia mà nói về một cái token nào. Bởi vì cái này là công ty truyền thống, là IndiH, nó có phát triển vài năm và nó có doanh thu rõ ràng, và nó phát triển cái token này chẳng qua là cái phương tiện thanh toán thêm cho influencer và client, cũng như là gì ạ, follower thôi. Cho nên tôi sẽ chèn cái clip này vào trong cái bài giới thiệu của tôi nhé, và anh chị hãy đón nghe. Rồi, một lần nữa tôi nói với các anh chị rằng muốn đầu tư an toàn thì hãy đầu tư vào dự án IndiH này. Tôi không chắc chắn đó là 100% thành công, nhưng mà xác suất thành công của nó có vẻ là thắng cao hơn những cái dự án lending và MLM hiện nay. Cho nên các anh chị cân nhắc về điều này nhé. Còn đầu tư thì trong cái sự cho phép của mình, có thể chấp nhận rủi ro. Và khi anh chị đầu tư, anh chị phải tự chịu trách nhiệm cho mình. Tôi không có khuyến dụ hay là khuyến khích các anh chị, nhưng bản thân tôi cũng đầu tư cái IndiH này, và tôi giới thiệu ra cho các anh chị đầu tư. Nếu các anh chị có niềm tin, anh chị đầu tư. Nếu các anh chị có khoản tiền, anh chị đầu tư. Và nếu các anh chị tin tưởng công ty này phát triển trong tương lai để nhân tài khoản lên, anh chị vẫn có thể đầu tư. Bởi vì đây là công ty có nền tảng foundation bài bản. Một lần nữa, tôi là Johnny Thông, admin của Kèo Thơm ICO.com. Anh chị có thể like share của tôi trên Facebook. Hãy đăng ký kênh của tôi trên YouTube để cập nhật thông tin nha. Và tôi nói các anh chị rồi, gần Tết đến, scam rất là nhiều, anh chị hãy để ý. Và đây là coi thuần chủng công nghệ, hãy nắm lấy cơ hội này khi anh chị đang nắm cơ hội trong tay. Và ngày hôm nay một ETH là 3200 IndiH, đó là cơ hội rất lớn. Ok, chúc các anh chị đầu tư thành công. Tôi là Johnny Thông đây, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, dù vẫn còn nhiều tranh cãi quanh các loại tiền điện tử, thế nhưng không thể phủ nhận được ưu điểm lớn nhất của cách thức giao dịch này, đó là tính minh bạch. Chính vì vậy vẫn có nhiều lĩnh vực tiếp tục nghiên cứu và đưa tiền điện tử vào đời sống thực. Một xu hướng mới có thể sắp diễn ra khi mà giới quảng cáo sẽ trả công cho các KOLs, tức là những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, bằng tiền điện tử chứ không phải là tiền mặt pháp định nữa. Hiện có 300.000 KOLs tại 70 quốc gia đã có tài khoản. Hệ thống sẽ tự kết nối những KOLs này với các thương hiệu phù hợp tiêu chí.
Mỗi một dòng chia sẻ có đề cập tới nhãn hàng đăng tải trên mạng xã hội thì các KOL đều được công ty quảng cáo trả tiền theo thỏa thuận. Thay vì trước đây phải mất từ 30 tới 60 ngày chờ quyết toán, thì nay khi hệ thống ghi nhận đã hoàn tất việc, KOL sẽ nhận được thanh toán ngay bằng tiền điện tử. Bên cạnh đó, nếu khán giả tương tác hay chia sẻ tiếp các bài quảng cáo này cũng sẽ nhận được một lượng tiền điện tử khác xem như quà tặng từ những người nổi tiếng. Dựa vào tài khoản đăng ký, mọi người sẽ biết phần thưởng của mình nhận được từ đâu và bao nhiêu. Số tiền điện tử kiếm được này có thể dùng để mua các sản phẩm từ các thương hiệu đăng quảng cáo trong hệ thống liên kết. Các nhà đồng sáng lập cho biết đây sẽ là một cuộc cách mạng trong ngành quảng cáo, giúp minh bạch thông tin và tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn, gắn kết mối quan hệ giữa ba bên là nhãn hàng, người làm quảng cáo và khách hàng ngày một mật thiết hơn. Tiền điện tử mới này được thiết kế trên nền tảng Indahash, có tên gọi Indahash Coin, dự kiến sẽ phát hành lần đầu ra công chúng vào ngày 8 tháng 11 tới đây.